Ủa? tới trong tớp đó. Ủa sáng giờ chưa ngủ. Ai thấy con má em không? À. Chị Google bắt đầu đọc bình luận. Thấy quá em không? Đây nè, đây nè, thấy chưa? Nhìn là biết ngủ hay chưa? Ô là trời ơi, tôi không biết tôi nói gì luôn á. Sao cái like, mấy cái like nó Sao không mà có thấy được nó nét. xíu hoài ha? Cái like nó mở cam luôn. Ơi, bạn lỡ rồi. Quốc Khánh thì chị Hello Quốc Khánh. Ê, chết mẹ à, nói đây là kết. Cái bên vượt á. 290 á. Kéo cây kít, kéo cây chơi nè. Chúng một. An Nguyễn, đi ý chị tôi nè. Help! Watch out! Chị nào? Chị nào? Chị nào? Chấp được không em? Hai. Chị nào? Nói nghe coi. Mình bạn lát quá nè mọi người. Gia bảo đó, nên là Văn nó Tuyền, mặt cứ hello hơi bị hello. nhòe á, thông cảm nha. Hello. Ủa là sao không được hả? An Nguyễn, vô chị chưa lên Chí Tôn hả? Ủa, chưa em, giờ chị mới cài nè. Em họp đây chị ơi, em mệt đuối quá. Ok. Ok Ngân nha. Duy Khánh, bye bye chị, em bye chào bye chị Ngân. ạ. Bye bye Kit. Kit ạ. Bye. Hello Duy Khánh, từ từ để tôi hỏi ông anh tôi cứ bắn. Mời ai nữa không Ngân? Mình, chị có áo lạ vậy? Áo gì đâu lạ? Áo gì mà lạ? Ê, mọi người thấy cái của tôi nó bị màu gì ta? An Nguyễn, hát bùa cầy chơi chị xong đi đá banh cái giờ bệnh muốn hấp hối. Đó, dừa. Sao nó cứ cái màu nó bị kỳ kỳ á. Rồi tôi chỉnh tiếp. Đúng không, nhìn cái mặt nó.
An Phạm, Hú Lê chị Ngân. Hello em. Mọi hôm là cái màu nó như nào giờ mọi người. Giờ làm sao chỉnh cho cái màu nó như cũ bây giờ. Đi ô tô nha hai bro. Kít còn ao kít. Hello anh Thực, chúc anh một buổi tối vui vẻ. Nhà hơi ồn xíu, mọi người không cảm. Em ơi. Chơi mày. Mày ông anh em vô. Vậy mời ông anh em vô đi. Đây còn dư slot nè. Còn què gì. Chào ông già nha. Mấy công hỏi ông đó tôi không tôn trọng ông nữa. Căng thẳng á. Chết quá nửa đực nửa cái này. Đùa. Ủa giờ mới nhận ra hả? Không, ông anh đâu? Anh không để ý tên. Đây. Giờ mới để ý. Thế sự kiện hay là không sự kiện đây? Sự kiện nha, anh Đĩ ơi. Sự kiện thì còn có cơ hội làm lại. Tính cho tao phút luôn, tao lại chơi phim hay gì? Ừ. Vào luôn đi, mất thời gian ấy nhỉ. Thời gian người ta là vàng là bạc, đừng có lãng phí. Đúng rồi. Dạ. Vô. Bà cây công kích mày ra cái nào. Cướp đi. Không hiểu sao 2K1 mà lại đi bảo cái thằng 2K7 là ông già. Không hiểu luôn. Ủa một anh lâu kia bạn kia bảo em già. Em già thật mà. Ôi kìa. anh lại già hơn mày đấy. Wow. Coi như từ giờ mình gọi nhau bằng tên thôi chứ không có biết nhau đâu mà anh em nhá. Nhà bạn Tiểu Nhị ơi. Giờ gọi mình là Tiểu Long nhưng chứ đừng có mà quen thằng Rách nhá. Thằng Rách nó bị mất. Có còn thằng Rách nào nữa đâu. Ủa Google tôi không đọc comment hay là mọi người không comment vậy? Dạ chắc mọi người không comment rồi. Hi. Thật tắt luôn bên này. Hello mọi người. Hello anh. Ở đâu anh đang làm live stream mà. Nó đang chào mic tổng ấy. Anh cứ hình dung em sau này sẽ là một streamer nổi tiếng này. Hello anh em nhá. Mà hôm nay anh sẽ chỉ cho em anh em cách chơi. Cái gì? Giọng ngoài đấy. Ôi thằng nào vừa nói ấy. Ôi. Cách chơi đồ à hay gì? Hay bay em cuối đường bay được được luôn hay không? Ta à, vãi đạn à. Thả hoàng tướng. Hello man. Hello. Taking off suit. Be prepared. Không cần mang giày cao gót, không cần phấn son cầu kỳ. Anh còn 1.300 mét nữa là chạy bộ lên đến đấy. Anh dược bị hết nổ. Chạy gần lên nơi rồi nó bắt lên máy bay. À rồi. Limo TV lắm. Mẹ đúng bốc khẩu hồi máu. Này cái bà chuối ơi, phải bảo bà nhá. Sống dài thành người tội. Sao bà mang cái gọi xe được không nhỉ? Không thì mang cái sầm mốc như tôi ấy.
bắn không có tác dụng gì lại còn mang cái bay bay làm cái gì? Mở cánh à? Ông nội ơi, tôi không có biết ông nội ơi, máy tự chỉnh ông ơi. Không biết thì phải hỏi. Bay bay có mà cái này là làm cái gì? Đọc đi đây tôi lên tôi đá chim vào. Mồm. Không biết à, anh mang nó theo để chạy. Trời. Không biết thì phải hỏi chứ. Mang cái đá theo để tôi chạy. Có gì mọi người chết không? Ông nào đòi đá chim nhờ ông có đá chim cút không? Chạy à? Đá chim cút. Mấy cái đứa mà cứ đu đu làm cho một tên nhá. Lại là chạy rồi. Rồi em bất công, anh dễ chí tôm thằng em bên vàng. Thằng em gãy ganh vàng, ủa là sao? Ngủ trương rãi lên thì trả danh vàng. Em người ta cày đêm đấy người ta mới đăng ấy chứ. Đúng ngân. Bất công cái gì? Ông ngủ trương rãi lên ông than cuộc đời bất công. Có cả vụ ngủ trương rãi lên cơ à? Dậy nó chào cờ 90 độ thì là trương đấy anh. Chết mẹ quên nhảy rồi. Đấy lâu. Em ranh vàng nhưng thằng anh Chí Tôn. Em ranh vàng nhưng mà thằng anh Chí Tôn. Đấy. Hello 200.000 người đang xem nhá. Ghé thì ông già. Ý là hello. Hello hai mắt. Có 2 triệu người đang xem nhá. Ôi trời. Cái khu này. Ôi. Dạ nó cập nhật rồi. Chào. Hello Ngân. Hello Minh Hiếu. Cô biến ẩn. Khu này rất đông và nguy hiểm nhá. Trời ơi, ông bên Weekend đi vậy ta? Ê, 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 nhà có người nhưng... Thế nó kỳ. Quá. À, tôi đi ra ngoài vậy bà, chứ tôi muốn xuống bà. À, Sài Gòn. Ôi trời ơi, ủa tự hồi sinh hả? Ừ, tự hồi sinh. Chỗ khác đi nha, cày danh đấy. Nhảy đầu bên này luôn, số 1 đi. Trời cứu tôi. Mày giết tao luôn đi mày. Thì ngày sắp được đi máy bay nữa nè. Thì tao biết mà. Cô tăng đâu cái gì? Thì cứ nhảy, nhảy nè. Đây, 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 xe máy đây. Ờ đúng rồi, đây, đúng qua rồi. Qua bên kia lút, qua bên kia lút. Đi luôn, bên này xa đường bay, qua bên kia lút cho nhanh. Đi, 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 đi. Thôi, 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 thôi. Trời. Mày bay hơi xa chứ. Bay hơi lỗ. Ai số 4 xuống chứ? À đấy, lộn, mình số 4 nhỉ? Up and up, 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 cái gì vậy? Anh bị gì vậy? Trời no, không, không, anh Tiên Ngô, ổn. Chào em Ngân. Hello anh Tiên Ngô. À, thì cái ở đâu? Không, tại nó vậy. Đâu, à, quên, mình có cái quét đồ nhỉ, sao mình cứ phải đi tìm tìm đồ ấy nhỉ? Đâu rồi đó anh. Khổ thật sự luôn á. Yeah. Hello Sơn Đại. Hôm nay chúng ta có đồ ăn mới. Đó chính là bánh chén. Đó là biểu hiện của sự già đúng không? Không, mình đâu có gà đâu anh. Nói gì vậy? Này là sao ta? Nguyễn Sơn Đại, xin lỗi chị, hôm qua em đi từ nhà hơi mệt nên em ngủ luôn. Sao đâu bé? Ai đi kinh tế cậu không? Không, 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 không. Không biết ơi. Trời ơi, cứu tôi. Hên quá. Rồi. Trời, 50 triệu. Ok hả? Thấy bà luôn rồi. Thôi đâu, mãi cái là anh. Xe, hồi nãy đâu anh thiếu nhỉ? Có bảo vệ không anh Ngân? Không, anh nghĩ sao vậy? Trời ơi. Sao đâu, em trừ, vậy? Em trừ sớm giờ rồi. Hồi nãy trừ 32, sớm trừ 39.
Điểm cái kiếp nó lỏ ghê luôn. Solo. Không hết. Gì đâu. Trừ thì vé gì ghê. Không ý là nó thì giờ tôi tiếp tiếp trừ. Thì giờ tôi ngồi tôi cày tới sáng chứ sao tôi khỏi ngủ luôn. Ơ nó chạy tới nè. À. Gì? Cứu bé. Hãy chạy 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 chạy. Em trời. Có ngủ đâu mà giờ có ngủ đâu. Mấy thằng ấy hả? Hai thằng. Ok. Mọi người biết giờ tôi làm gì rồi đó. Tôi cà phê. Chưa ăn cơm luôn mà. Ê hình như ba thằng luôn á. Ba thằng. À. Mẹ cái team này vẫn là cái team bên đấy ạ. Cái gì đấy, người ta còn chưa chết mạng đầu mà. Em biết mà. Thì vẫn là cái team chết bên này bay sang ạ. Đùa sao lại trùng được bay đấy nhở. Chưa mà trùng. Ấy, mù điểm. Tiến tô, nụ cười gian xảo. Không có nghe, gian xảo đâu nghe, người ta nụ cười hay bị ok đó. Đôi anh ấy là màu hồng. Anh em tranh thủ ăn uống giải đái đi đi. Ồ em chưa có ăn cơm gì ngồi mất chén nè. Đi đi đi. Tranh thủ ăn đi em. Anh cố tình bắn đến giờ để cho em ăn đấy. Phải không? Chưa ngủ đấy. Nữa anh. Không mấy anh làm cho em ngủ luôn đâu. Em chưa có ngủ con mắt em đen rồi. Thâm đen rồi nè. Hình hài bãi. Nó giết mọi người đâu ấy. Chỗ đó đó. Có một thằng đi xe đạp mặc đồ khủng long đen. Bậy nha, nói thằng là bậy nha. Phải là con. Thì tôi bảo là có một câu mặt nào đó nhưng mà tôi có bảo là có đúng một team là một team là một thằng đâu. Má tôi báo hai mà ra ba. Trả lên tôi con số một thì toàn ăn mới báo không ấy chẳng có tác dụng gì. Biết ngay mà. Ai báo ai? Ai báo chứ? Chẳng báo. Gì nổ? Báo già, người ta báo cái già. Thằng kia nó giết Ngân nhá. Mẹ anh đẩy sang, anh thấy xác nó luôn. 6.000 bệnh đổ xanh nó mắt thì thôi. Hết xăng giữa chừng này, yên tâm đi, ông quay không tới đâu. An Nguyễn, xe cao chị em. Ơi tới hả? Chào chị nha, ok chào em nha. Cái này có xăng. Này có xăng hả? Mình đi ghé vô đổ xăng. Mọi người ID hôm á. Lên xuống đây đổ xăng không? Cái đó đâu phải xăng đâu ta. Cái đó là cái thời gian. Thời gian để mà nổ á, đúng không? Không như máu của cái này biết đâu. Nó máu của đó bà. Bà bị làm sao á. Có, hồi nãy tôi lên nó có 2 mức. Vậy là không biết rồi. Không ấy à. Chú ghé cây xăng, chú đổ xăng đi chú. Ờ rồi. Em sẽ một solo 4 mà em nằm. Cái gì vậy?
là một mình em chết hết nè. Thế nào? Nó chết rồi, nó nốc què đó. Ông mà bắn. Trả thù chứ. Mẹ tụi mày rồi. Chỗ này em ra. Bảy rồi. Ủa. Ủa nhầm chỗ. Ông ra ông tâm tiếp. Cá không biết à. Ok. Không có góc để dừng. Trời má nhìn lại cái lịch sử nè, quá đỉnh luôn. Trừ 37, trừ 1, trừ 4, trừ 33, trừ 39. Quá đỉnh, 10 điểm. Trời ơi. À. Không, tới đâu hay tới đó. Bởi vì dầm chân cành vàng vậy cái trưởng. Nó là ai biết em không chịu ghép auto. Em đi solo với bốn chi cho em ở cành vàng. Chán rồi, em chán rồi. Em chán rồi. ミミが幸せなのな。わ、全然立っていいのだ。どうしたんですか。ただいま。もう帰ってもいいです。プラスになって。この場所はしばらく私をドライアイス。しょうがないじゃん。本当に悲しくなかった。ははは、痛いか。しまったか。もういい、気分が。 We will be taking off soon. Be prepared. Em đi xuống ngồi đây. Mang cái gọi xe đây. Đây. Xe này. Áo luôn. Tôi đang kiếm ông. Bị đọc từng cái đó. Nó có tác dụng gì tôi mới này đâu đây? Alo, vua kinh chiến. Kìa ông, sợ chưa, sợ chưa? Alo, alo. Ai sợ ai bắn cái rồi. Nhưng mà hết mạng đầu thì vẫn cứ vào mấy khu nút dạo thôi, đừng vào mấy cái lèo hay là vào khu nữa. Mình đã trong cái vết toang này mà cứ thấy súng súng mà bắn nhau ấy là toang liền ấy, gieo rớp rồi. Thoải mái rồi. Mình nên tắt máy đi ngủ đúng không?
Nhưng mà kiểu anh không muốn đi solo squad đấy. Kiểu kỹ năng của anh thì chỉ mình anh biết thôi, chứ mọi người xem mọi người học lỏm hết đấy. Lại ai cũng 10 chấm thì ô, lại đời đấy, không có ai à? Không có ai á, lại bay phía sau có thấy có ai đâu. Đứng qua. Hay quá. Trời heo. Bốn rồi. Đâu đâu đâu, ping ping ping. Nhà nào uống vô được hả? Sao mà uống? Suối, đâu? Vô gì bà? 1, 2, 3, 4. Tên mạnh. Quá này. Đúng không? Đúng. Đúng 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 đúng. Ôi lại lại. Đúng. À, đúng. Ê, chơi vũ khí hạng nặng luôn. Không nào. Chứ để mà con trần đi cút rồi. Nhảy ngoài vô á. Kìa. Ê, có người đây nè. Giỡn nhưng mà. Bóp nè. Bóp nè. Nhanh xin nè. Thôi dạ. Giỏi ghê. Ồ, chết rồi. Nó bắn con boss kia nó bốc khói luôn rồi cơ. Nó còn nốc hóa ra nó chết luôn cả đôi rồi. Đi, đi sang người đi. Kìa bà, like A7 em Minh kìa. Rồi vô bà chắc luôn đi. Sao? A7 em Minh. Cái tên gì? Kìa, like A7 em Minh kìa. Ok. Mình có điếm không vậy? Mà nó thì kiếm lần nữa cái ông nào mà ghét. Chứ hồi nãy không muốn biết nãy ai coi đi đi cơ bắp em Minh. Ai vậy ta? Tiếm mừng, quên đúng không? Không, tôi nhìn nó chứ. Nhìn thôi chứ đâu có đó là. Chỉ nhìn thôi chứ không có coi. Không có đá nên nhìn thôi mà tại em ở đây. Kít nó đi đá. Không có gì nữa thì đá. Chứ tôi chỉ nhìn thôi. Ok ok. A7 em Minh không? Ai biết nào không? Chỉ nhìn thôi à. Cái anh 7 đó. Giúp ba kìa. Bị báo. Phải. Đây. Đây. Không có. Kiểu gì à? Ủa A7 à, Minh hả? Đi. Sao nó ra thành bảy báo cái Minh này. Đúng rồi đó. Cái cầu kích hoạt rồi đấy. Bảy, bảy cái Minh. À, bảy này. Cứ bảy hả, bỏ chữ A đi. Mày hả, mình chơi kịp. Đây. Có ai khỏe không? Có. Thỏ bên mạnh mà, mỗi tội tâm nó hơi cao thôi. Mark the location. Này. Rồi, chạy vào pin mất. Nhà sau cục. À, à. À, vào nhà sau rồi. Trước mặt, ơi bị kẹt mẹ rồi. Đang kiếm à. Đang nước. Nước đầy mà. Đi 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 các con đĩa ơi. Banana Julie cho thằng kia quả sấm mốc hình cầu cái. Này này xuống đi cho quả sấm mốc luôn này. Mày cứ lên đi, anh chở ra chỗ con xe bên kia. Chỉ chở ra xe thôi. Chở ra xe thôi. Chỉ chở ra xe thôi. Lời A7 em Minh thì like game khác mà. Đâu có like game mấy đâu. Mình là chắc lộn mấy bà. Em quên. Hai con đường. Rồi đợi tí tiết là hỏi mày like kênh nào ấy. Chứ tìm tuần sau bảy báo gaming không à. Vậy là luôn đầu cắp boy. Thật má thằng bảy báo gaming cũng like phát đi luôn. Mọi người tìm mình xem. Ủa hai thính bảy báo cách gaming. Rồi. Hai thính hướng quân đó có mỗi thằng đấy à. Nhiều A7 lắm nhưng mà toàn Thái Lan không à.
Ờ, chắc nó thấy làn ấy. Nhìn thích cái mình ấy, là ra tiểu long ấy. Nghe bịp thế nhở? Tiểu long nữ. Long nữ luôn. Bây giờ live có khoảng tầm 200 mắt xem nhỉ? Mẹ mày đít buổi Nhật về Việt Nam luôn. Bố mày làm chim mơ. 200 mắt xem xong lên từ từ được mà. Thôi anh ơi, em muốn giàu nhanh cơ. Bây giờ à? Mà kiếm 200 mắt nữa hả? Năm à, bao nhiêu nhỉ? 1.8 triệu tháng. mắt ảo cũng 200 mắt luôn. Hơn đi chứ. Mắt ảo rồi sập bét mà. Ngày xưa được có thằng Hiếu còn chơi game cả. Hả? À, ấy cái thẻ đỏ đỏ này thẻ gì vậy? Anh Tiến. Thẻ đỏ đỏ đấy. Biết đọc không? Nó tên là cái thẻ hồi xưa đấy. Cái đấy là kiểu mình nhắm led ấy, giữ 6 giây là nó không nổ ấy. Thôi. Anh Tiến. Trời ơi, chưa có ai cho thấy trong ba lô. Mùa nào ông cũng chơi mà. Chứ phải là không chơi à? Bay vào khu đấy thì nó tự động nhặt, nhưng còn bay vào mấy cái lều kia là mình phải đi nhặt à? Anh Tiến. Chin á. Xe mẹ. Chin á, phải chin không ta? Không chin nào ông kia mà. Bó này Ngân. Bó đi. Ủa. Tiếng phải anh Tiến không ta? Ê lộn, phải em yêu tên Chin. À, phải yêu tên Chin 2k rồi á. Không không, vậy là không phải Chin. Jin á, anh Jin á. Có xe có xăng hả? Jin mẹ thằng Tiến. Chó lên Tokyo bùng kèo bố mày hai hôm. Đâu phải. Để gọi cướp xăng mà đi em ơi. Tiến. Mẹ từ. Xe có xăng đâu mà đi. Jin á, anh Jin á, đúng rồi, anh Jin á, anh Jin á. Thằng Jin là gì? Thằng Phạm Tiến gì? Ok ok ok, đúng. Hai ông này bị lộn nên là không cảm đi. Em mày hẹn nó thứ sáu đi ăn xong thứ sáu nó xuống Yokohama nó chơi mấy gái ạ. Mẹ phải có xe. Ôi luật. Ôi có xe mua đồ rồi. Cứu anh, cứu Ngân đằng sau có. Gạt thằng kia đi. Watch out. Bắn đi! Người còn một chấm mà. Người còn nút coi chấm mà. Ok, đang bận. Bay xuống đấy luôn em ơi. Bay chơi được luôn mà. Bay đi. Nó mãi nó mới cho bay. Tụi tôi với bà là lẫn trên Việt Jet. Bảy đứa tôi nhà thờ luôn mà thì mình đi meta đi bà. Ok bà, việc ghép này đi hơi lo ông xíu. Nhà mon có nhá. Trong đây đi việc đem bên line thì sao mau xíu. Mọi ông nít cho đi việc đem bên line nít để cho đi việc ghép đó. Mọi người không vào đây à? Được bay gần, xa lắm. Được bay nó lỏ. Uầy, hai người kia bay hướng khác ạ. Thế nó trên anh. Hiên nhà mon, ừ nó kê đấy. Chung có vẻ nó thấy mình bay hướng. Nó đây này. Không, này quằn đấy thôi. Xong rồi đi ở trên đi nhảy xuống được. Nó đáp nết em ấy. Ủa anh Tiến, anh có nghe anh Hiếu chửi không? Thằng Hiếu giờ này tả thế nhỉ. Dám chơi ông tạ hả? Anh Tiến bảo anh này dạo này đúng ông tạ quá. Không, hướng bên này gần như là không. Tôi đang nghe mùi là tôi với bà. Nó khoảng dưới nhà chưa em? Mùi gì thế ghê chứ bà. Đồ đồ SWAT. Em mon nó nhìn anh ngọt. Cứ bình tĩnh thôi, em không cần anh qua vào đâu. I've located the next play zone.
Ba cái túi gì? Không, cái này nó trên live được. Ok. Giờ mình chat đi. Gì vậy? Mình chat đi, không nói được thì mình chat. Đúng không? Messenger mà tắt không báo kìa. Rồi sao? Tắt rồi, tắt rồi. Ok. Ok. Có thằng nào đi xe đạp ấy. Lẹ tôi không nhớ, lẹ tôi không nhớ bà. Cái quên rồi này cũng không dữ lắm. Lẹ lẹ không, cái này cũng đi khỉ người ta ngoài chứ gì vậy. Ừ, hiện này đi khỉ người ta. Mẹ nè, gửi tôi không nhớ. Ê, nó nhỏ dài em ơi. Nhỏ dài trước mặt em. Chết mẹ, gã lộn người. Ừ. Ừ. Tôi không. Cái gì vậy? Vô duyên quá. Là gì vậy? Không có ông kia kìa. Bằng đồ phi công kìa. Có một thằng xe đạp sao đổi của anh. Ông này mặc đồ phi công. Bữa mặc đồ. À, rồi sao? Dĩ nhiên có người ta phi công, kệ người ta đi. Không, nhưng mà cái nền tảng là của game là ấu về quá à. Cái gì? Mới đầu nó có phân nữa à. Xong cái kéo ra từ từ. À, ý là bự hơn đúng không? Ý là bự đúng không? Nghĩa, không phải một người thì tôi cũng thấy cái đó, cái vấn đề đó tôi đã thấy rồi mà tôi thấy bự quá luôn bà, gần nửa cái khung hình mấy luôn không? Gần nửa khung hình hai luôn, em mình... hai người luôn chứ không phải một người. Hết cả nãy nói là cái bài cứ phi công với cả phi loa thôi, cứ nói câu nào thì tôi gắng yêu tập đây gắng hết cả lão mà hai bà này rất chi là gọi là gì nhỉ, đi xe đạp nó mở trên như cái chợ bảo rồi đi select qua em relax à, tội ghê á, qua đây anh như vậy đó hết rồi, nhưng mà đâu phải một bà đâu đúng không, đúng không, hai bà nó mà trên đồi nó bắn chết con mẹ em từ lâu rồi. Ok, mà tôi hết bà kia, bà này là hơi bự quá. Không quá bự dữ luôn á chứ không phải bự. Có bự nó đâu, có nửa cái khung hình nó không tác dụng mà ta. Ok, để em mà mang đi. Mới đầu. Lừa. Bằng lừa. Chào. Từ. Anh tắt tạm mic đi nhá, cứ nói đi. Đâu quá. Đây hình như hai ổng tắt là ổng mic của hai ổng. Phải tắt đấy nhá, đợi một tí nhá. Rồi nói tới đi bà. Tạm thời tắt mic hai bạn đi tí. Toàn Nguyên thì em. Rồi Toàn. Kể tiếp bà à. Đã ơi mừng. Không biết có bị ai cho mình bảo chơi nhỏ không á mà kéo ra mự bự vậy, bự hơn tuần trước. Bữa thấy gì vừa. Không bà, hôm bữa tôi thấy bự hơn nữa bà, chứ không phải như đây đâu. Tôi thấy mà. Tại vì tôi thấy ủa. Tôi thấy người ta như vậy xong cái tôi nhìn lại cái của tôi. Ủa. Thề luôn, mấy đứa nào kêu mà của tôi nhỏ quá ha má, tôi kể tôi khỏi để game luôn, tôi để nguyên cái mặt luôn. Má tình á. Ồ má bà này. Bọn nó ở bên kia rồi anh ơi. Ủa mà sao bà mở được cái đó vậy? Này. Sao bà cài được mở cái đó vậy? Bà xài iPhone hả? Không, xài Android. Okay. Má không có sửa mốc ạ. Nhà không dám ra loot này. Nhà không có quản gì được quăng. Rồi nói gì nữa, nói đi. Phá lại. Nó sửa mốc ạ, đéo mà nó sửa mốc khỏi cái đi. Là bả đang luôn hả? Bả đang luôn hả? Vậy là bả mới hai đồ hả? Ừ. Ủa, bả hai đồ hả? Hồi nãy cái kia đồ khác mà. Nãy cái đồ.
cái bầu với kia mà từ để tôi hai rồi cái đầu trời ai đâu mà à. Cái đó là idol nha chứ không phải là game. Tính là vậy. À, tụi bài ấy quá nghe bài ạ. Không, tại vì người ta hay coi sao lại ê coi lại á, cái mình nói mình đâu có mà tẹt ra được đâu bà. Mình mà tẹt người ta cáp màn hình quay mình lên đài gặp má nữa. Gặp má nữa. Là nhiều có tiền có làm gì đâu. Là thiện hay là quan thiện? Thiện á, xong quan xe này. Không, thực sự là cái áo của tôi màu tím á mọi người. Mà tôi không hiểu sao tôi không biết sao cả đây tôi luôn để mà. Cái filter xong vô hình màu xanh. Quá bịt. Là để thử tôi mở cái kia cho nó hợp với cái mặt màu màu tím mà bà đang bật đèn hay tắt đèn à quên chưa mở lại biết hai bài gì nữa hai bài đang chơi quá đâu có đâu có xin xỏ ai đâu nè cứ trên like là nói không được thẳng là phải nói cong nói cong thì tất nhiên chúng ta phải nói cong chúng ta nói thẳng là không có được anh hiểu không. Mình đang like mà mình nói thẳng ra hơi kỳ. Rồi mới biết là lời nói còn được phân ra là thẳng mới cong. Cậu anh mới tới anh đó luôn á. Chứ không phải ai nói đâu. Cậu nghe cái bà chuối cái bà bảo cái gì mà trên like có nhiều cái không được nói thẳng ấy. Thì đúng rồi. Thì thế thì còn cong vẹo cái gì còn gì nữa. Tao bẻ cong lời nói nữa rồi. Một tí. Mày này cháo á. Thằng HDT gà này. Có cần em mua lúc nào không? Anh ơi. Em có cần lúc nào không? Em có cần quay lúc nào không? Ê, nó đứng ngay ngoài kìa. Nó đứng ngay ngoài kìa. Ê còn. Thôi bà, mình đi từ từ vô bo đời bà. Thôi tôi ngồi đây đi. Em ngồi bo cho bà. HDT này. Chơi không anh? Lên chơi em ơi, chơi. Ngân ơi có xe qua cho anh đi. Dạ không. Hú chị, hú em. Phía sau các em ơi. Hú à, phải hú nha. Mày không hú tao giận đó. Chắc là không cần đâu. Từ anh ơi. Ừ, phải đi. Ê Ngân ơi, hồi nãy Miu tỷ xin cho em. Gì? Ai cũng có nét riêng của người ta mà đâu. Không phải thiệt em tốt hết xin đâu. Bình thường mà, thấy bình thường mà, này mờ quá. Mọi người đừng chạy hướng cửa chính nhá. Mọi người bảo chị ấy, ấy nè, để tóc ngắn phải nhuộm lên nhìn nó đẹp hơn. Chú tỷ hả? Ừ. Má, nhìn cái avatar nhìn không ra bả luôn á. Không, mà đẹp mà, mà đẹp mà. Mà đẹp. Nó trên tháp, trên tháp, trên tháp. Đẹp, không avatar thì đẹp nhưng mà trên live sao thấy bình thường à. Ui chuối ơi, chuối. Hay là phải tắt tạm đi. Tắt hẳn mất hai em đi, khổ quá. Nhưng mà cũng muốn hóng, từ từ thôi. Không như chị. À, ngáo, ngáo, ngáo. Rồi. Trên này hai thằng nào là đẹp cái góc em biết là nó sẽ kê kiểu đấy mà. Nghe mỗi thằng bên góc rồi. Để em qua lượm hai sát hai người. Lẽ em bảo rồi mà anh công làm gì? Em bảo anh biết cái thùng gỗ bên trên không, nó ở chỗ đấy đấy. Mọi người lao vào. Ở sao bạn lại đi chậm thế này? Tụi bay vô bo nè. Thôi đi qua trả thù ấy, chuyện mới nào. Đi bà ơi. Không biết trả thù hay là qua cho ba đồ. Nãy giờ lướt được. Gì tôi cũng phải kiếm được thêm một kill nữa rồi tôi chết chứ. Á đủ. Trời ơi. Nửa say. Tôi không biết gì hết nha. Dạ. Ôi bà ơi, nổ nha bà ơi. Ủa cái gì vậy? Ủa cái gì vậy? Mình mẹ ơi.
Không biết đi chơi. Đỉnh tháp ban nãy có một thằng không biết nó chạy vào bo chưa. Ăn đậu. Lại xe là sớm đấy sớm. Ơi chị nó có ngay xe con này thôi. Vào bo đi em ơi, vào bo thủ đi. Đến bo này rồi mà. Ra đây làm gì? Đi bà. Tự nhiên đâm ra đây, đâm ra ngoài bo rồi đi cuốn băng đít. Cướp xe, cướp xe. Nếu đi rồi thì vào lại cái nhà đôi đêm mon mà. Tôi có sang. Không, giờ lút không được. Chạy tôi đang bút xăng mẹ. Giờ lút thôi có kịp đâu. Mọi người chắc là thấy cái bo sau đúng không? Bo sau nó vào prison mà. Chào, muốn không chuyện gì kêu đi. Nói nghe nghe. Chết đó. Ông giết nãy giờ cũng nhiều. Bên đây có một bảy đi đường bảy rồi, đi đường bảy rồi. Ê nhìn bên phải thấy có cái gì đó đó. Bên phải ngay tròn phải á. Này không, cái ổ hang. Nó này. Dạ. Em lái xe đi cho cái mụ này lái đi. Này, mà xuống thì tôi lái cho khổ nè. Mà giờ lái ở đâu nè? Lái xuống tí nữa là ngồi im trên xe ấy. Không lái lái thẳng xuống bên phải ấy. Trong bo này ngồi thôi. Đấy chỗ mấy hòn đá kìa. Đúng rồi, tắt máy đổi chỗ đây. Ngồi ngồi im trên xe ấy, đợi bo. Vẫn ngoài bo. Có thể là nhích vô miếng không? Cái giữ ngoài bo. Trái, bên đá trái, đá trái. Hello bà già. Rồi, họ. Đúng rồi, đổi chỗ. Đấy, ngồi bơm máu đầy đợi bo thôi. Chúng ta bắn nhau top 1 easy. Má mày bằng quan chiến thuật. Thôi hết cái chuyện chưa? Bay bay cả trận chẳng làm được cái gì. Đi bắt cái gì? Xuống bay đấy. Không lại cầm cái bay không làm cái gì. Xuống bay đấy. Xuống. Ôi trời. Lên mà nội. Có điện thoại gọi cho người yêu cái. Ừ cũng. Yeah. Trời nói gì nói đi. Chơi trong bo này, đâm thẳng vào đây thủ trong nhà luôn. Ok. Mà thôi đừng, đâm vào cái hõm này thôi. Hõm đây này. Vô nhà tù bị nó dí sắp mặt cơ. Công nét thấy mẹ luôn. Đúng rồi đó. Đi xuống tí nữa em ơi, không nhà nhìn thấy. Đó là họ đổi chỗ easy. Số 1. Ủa chơi game kiểu gì vậy? À, bà nói chuyện rất là nhiều luôn. Rồi nói đi bà. Sao? Có gì đâu nói bà. Bảo con mụ này xuống bay bay mấy cái đi, không bay được cái nào. Sợ nãy giờ bay nhiều rồi, nãy giờ Pamita bay đã rồi. Pamita bay đã luôn. Mấy cái bà, bọn này bay không bắn đi xuống. Đi đua lụm thính không? Lụm cả thính luôn. Thôi bà đó đi. Thôi bà đi thiệt hả bà nội. Thôi lên, ở lại đây. Con thẳng trên bắn xuống. Hai đứa có nguy cơ top 1. Có nguy cơ top 1 đi chứ. Mẹ. Lại còn có cả quả mũ lấp la lấp lánh. Ê đừng nhích cây trời. Trời đừng nhích cây. Ở trên tôi mượn tôi bay được không? Được. Để coi. Ủa vào quần nó bay cùng. Ủa đâu có được. Đây là chạy tính năng mà lại có cả mượn bay luôn à. Xin mày. Trận sau đủ hình mua đồ đi nha con đi. Nó bên nào trời ơi. Tôi đang đọc cái nó. Ê hình như nó thấy rồi bà ơi. Hình như nó thấy cho bà. Nó đục cây kìa. Nó đục cây kìa là nó thấy chưa. Thấy không chỗ này nó thấy không ta. Ủa thế anh có thấy gì đâu. Thì đó cho nó thấy. Cho nó đục cây được ta mà. Nó đang bắn cái cây trước mặt mình á. Không nó bắn cây này nè. Không, nó bắn cây này nè. Cây này đó. Thế thì nó thấy rồi.
nó bắn cái mặt vẫn còn hỏi nó thấy chưa. Sướng cân bốm luôn chị, có cái nịt. Nghĩ sao lại cân bốm. Hello bà già. Hello mày. Giờ nó thấy hả ta? Chắc nó lạc lạng á. Tôi mới nghe tiếng chú Úc Vy. Game nhỏ xuống. Đâu, idol Tháo kìa. Idol thì thiếu chữ L đúng không? Chị muốn tham gia môn phái mê em. Y do. Cháu ngồi. Ê, cái này nè. Trần Nghi, chiến thuật ngồi trong xe này lần đầu thấy. Lần đầu thấy hả? Vậy là lần đầu thấy. Lần đầu thấy qua lúc mà lái nha bà. Trần ơi. Hử? À không có gì. Mấy cái ống kìa. Yeah. Rất là easy. Easy. Yeah. Tại lúc kia ấy không em giờ vẫn còn sống ấy. Ủa gì nữa ta em. Đừng mà nó hừa nha. Xin lỗi. Không phải thật mà, đồng đội mà bị lốc là anh cứ bị kiểu lao vào để cứu ấy. Ủa đây ai nóc? Ông Loki lốc nào mà như ý của nó là nó không còn lời nào để nói ấy. Chả rồi báo. Giờ sao ta? Đi bộ hay là đi mà đi bộ thì bay nha. Mang cái bo này khó ta. Như chỗ này quái hoãm sao này. Giờ mình lái xe lên đúng không? Ừ. Chỗ trên này đứng được ấy. Ừ. Không, mình đi bộ chứ, lái bộ chứ. Tại sao phải đi xe? Ê, ngồi trên đây mà. Xe đi, đi bộ làm gì? Có xe mà. Có người. Trái có người á? Trái có người, lại trái bóng nè. Lấy xe lên cân 4 luôn chị sợ gì? Xe lên cân 4, mày thấy tao cảm gì không? Ủa gì? Tại sao? Tại mày đi bộ thôi. Mày thấy gì đi bộ đi. Đúng rồi đó. Bộ, đi trái á, không móc móc xem móc được không? Đúng rồi. Không biết vậy đám nên là đi đầy. Không không cần để đấm em ơi, cứ cầm súng lên đi. Cái nhà không biết nó chạy chưa nữa. Con đi số 1 thôi, mày có đi cùng. Chạy, 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 chạy. Năm. Trời ơi. Yeah, 10 điểm. Tôi tưởng tôi nằm mấy lút đồ nó không thấy tôi chứ. Trời ơi, 1 với 3. Tình nhiên, xong. Kệ ganh núp kỹ vậy. Đâu có, vì còn hai đứa à, nhìn đó. Bà ơi, nó quăng khói kìa, bà chạy đi bà. Bà bay lên đây đi bà. Tôi đi bò vô bò trước. Bắn. Nó sáng qua đâu mà. Vui mà. Đi đi bà, bay thẳng vô. Bay thẳng vô đi rồi chết. Mùi đi. Ghê. Là gì đấy? Trời bà già hay là hữu tính. Hay là anh Thành. Yeah, hồi sáng 1.600 giờ 2.600. Chuối chuối chuối. Trời ơi, đổi luôn kỹ năng ngoài này kìa, nó có chỗ đổi kỹ năng kìa. Quên ạ, quên thì là đem đổi mua đồ. Đó rồi nè. Mua đồ kìa, không em đổi thành sấm mốc Linh Ngân đây. Ok. Ừ, đổi mua đồ cũng được. Tạo thiệt cơ, tính mới gì đổi sấm mốc không? Không, không, thế em đổi mua đồ đây. Ok. Mình quên cái má mắt gì quả ở bên mình. Vậy đổi cái gì nè? Thấy đó, cái này màu tím. Này màu tím á, tại vì cái filter đây mà. Mình không di chuyển được cái nút đấy ra cũng khác cả ta. Hỏi máu đã. Có. Ừ. Có này. Nhưng mà sao có anh vào cài đặt cái chỉnh nút nó lại đấy có nữa nhở? Anh phải vào trong sự kiện. Anh rất phải trong game, anh phải vô game mới đổi được mà. Anh Loki dùng cái gọi xe đi anh Loki. Ok, cái gọi xe là cái nào nhở? Thấy rồi, thấy rồi. Từ. Ok, vô để đây. Em cầm thêm cái sầm mốc nữa. Tôi lấy cơm tôi ăn. Ok, anh thấy rồi.
Vô đĩ, đĩ kia đưa cái cây đây. Rất là lời mời. Được chưa? Đưa cái cây đây. Ông cất tôi cái gì? Đưa tôi cái roi. Tao mà lại phải hèn mọn như thế à? Hả? Ông cất là ông làm chó. Tên Jack thì vốn dĩ đã là chó rồi. Con chó này. Ôi kìa, người chơi chỉ tiếp nhận yêu cầu từ bạn bè. Ngân đây mời hộ với. Ngân đây. Chuẩn. Ngân đây. Số từ nhỏ, khéo lô bà già. Ngân ơi. Cái gì? Mời chuối hộ anh đấy. Ủa, bà đâu rồi? Bà ao rồi. Ao dỗi. Bà kìa. Làm gì vậy? Làm gì bà dỗi rồi? Anh không biết đâu. Ủa? Dạ. Làm gì? Tao dạ. Kích lại cái coi. Điên à. Chơi gì mà người kích ta người ta. Người ta vào xem hồ sơ. Thôi. Ông kích ông còn chửi nữa. Chửi gì? Điên nói à? Rồi ai kích tôi là chó. Ông còn chó. Thế thì lại để thằng này kể cho cái tên cũ của thằng này nhá. Ông kích nó. Đời mày mà làm chó thì chó này cũng thành một con rồi, chứ không phải là bây giờ mới làm rồi. Mẹ ảo thật á. Welcome to PUBG Mobile. Bà đây không có nhỏ nhen như ông nha. Ai như mẹ nhỏ nhen à? Người ta kích thẳng mặt mà lại là nhỏ nhen à? Hả? Làm mà đâm chọc. Ủa? Cái gì sau lưng thì mới là nhỏ nhen nha con đĩ ơi. Ơi nó có mấy câu bị đặt ca à, chịu không được cái ghê. Sao thì ư có nói cái gì đâu nhỉ, người ta có quyền người ta kích tôi, thân là một chủ của một cái team 4 đúng không, chủ phòng anh sai quá là đưa cây ông ấy chỉ lại cái sáu cái là được. Ê nhưng mà con đĩ ơi, bật thì bật cái lời mời full lên lại còn chỉ nhận lời mời từ bạn bè. Vội vàng. Nói cả rồi. Mình quay lăng que phía rồi. Bố phải quay lăng que phía rồi. Mày bắt luôn chứ. Mày báu bổ lắm ấy. Mày thân là quả dại mà lại cứ tưởng là đó hoa dã quỳ à? Bay cái đầu ra nha. Ủa tôi đâu mượn ông kích nào. Ủa, đã bảo người ta là chủ cây rồi người ta có quyền mà. Ừ thì em có quyền ai biểu đánh bóp ông rồi thì đánh bóp à, hồi nãy đang định thực mình ông nói gì ta bạn. Em đi quên à chỉ tạm thời nè mình yêu bạn sao bạn lại bảo mình im nhân ơi mà anh không yêu bạn chuối lô hát tiếng nhỏ đi ơi chuối chuối alo tao là đại ca Free Fire mấy qua không nhảy vào muộn rồi. Để cho mày xuống cái khu nhà gần nhất gặp tao nha. Máy bay luôn lại là chị có thật không à? Không nha. Chị là tiên nữ giáng trần nha. Ôi trời ơi, đông với trời nhiều nhiều quá. Thôi em đi ra nha. Có đâu đi vô, nhưng mà đi vô từ vô chứ đông lắm. Thấy cửa vô bít đường rồi. Help. Đồ quịch đi. Vừa có thể hồi sinh luôn á trời. Dễ lắm. Phương Thành Đạt, hello chị Ngân. Ngân clear đúng không? Để anh qua mấy em. Thấy không? Lúc nào chỉ có anh là nghĩ đến em thôi. Hoàng Giang, hướng dẫn cách bắn pu đi chị lâu quay em không chơi quên cách chơi rồi. Đây số 4 này, đi sau đít người ta đấy. Người rắn thơm không?
số 4 là ai ấy? Hoàng Giang, thơm lắm anh. Em à? Ông nói gì? Thơm lắm. Người chắc nãy giờ bị ngất đi ngân ngân. Ngất giờ mới tỉnh. Má ơi, tôi không có rảnh mà tôi phải on tay xuyên suốt. Phải còn ghép tin nhắn người này người kia. Quay đầu vậy? Nói sạch nhá. Mày thằng này gái nhắn tin đầy nhưng mà chưa thèm ra trách tôi nhá. Thì có liên quan gì tôi? Nghe không? Ủa rồi mắc gì mày đi chắc tin nhắn thì liên quan thì tao mày khoe chí. Trời ơi, vừa bay xuống hay kẻ xuống cho người vừa mệt. Cái gì ạ? Không, vừa bay xuống xuống chỉ vô người mà bị bắn nữa. Mình đưa nhiêu chị? Hai triệu rưỡi là mấy vậy? Chị hai triệu rưỡi là mà năm ảo ghê. À, đến đâu là mà năm hai triệu rưỡi cũng dữ ha. Kariba Zosama, hello chị chủ rạp xiếc. Thời này băng 4 thì dễ ẹp, hồi xưa băng 4 là 10 triệu, 15 triệu. Ghê hê. Ông. Mẹ vừa bỏ tiền ra mua được cái khẩu băng đạn xịn xong thì giờ ra đây nhặt được ạ. Ai đi băng đạn xịn rồi. Trời ơi, ông này tự nhiên ông kêu ông đổ thôi cái này bây giờ mới đi bộ chứ. Không bay được. Bộ xe cũng chết. Đấy, con người chơi chỉ biết nghĩ cho bản thân mình thôi. Ủa? Alo, alo, ừ nè. Mấy làm nãy giờ tao nói chuyện. Mấy đứa này nó nghe ta. Chị bảo là còn 2 ngày nữa lên like KPI. Ăn gì nhìn ngon hả? Ăn cơm với lại nẹp sướng. Đi, đi chăn người đây. Ngân có thẻ hồi sinh chưa? Quá. Rồi. Get go. Đi Juni ơi. Tại đặt cái tên gì mà gọi nó có một phát âm thôi được không? Thì có một ông kêu sao thì ông kêu tại ông kêu nhẹ hai ba cái chị. Watch out. Ba. Thằng này sao vẫn còn đông vậy? Nó rất còn đông vậy. Chán thì còn gạt của tao. Duke thì tăng cho Duke nhưng tao không ăn lẩu. Nằm trước mặt vậy? Tên gì á? Chị thấy đâu em? Bỏ anh đây được không? Bà ơi. Nóc nhà đưa cái môn. Rồi tôi bò được rồi.
Bà ở trên đi, để tôi bỏ lên. Anh có thể vào chỗ nào mày chấm hộ cho anh cái được không? Nhà thờ, nhà thờ, nhà thờ. Ờ, ok. Né xe bà ơi. Help. Smoke. Ở nhà nó cứu nha. Ê trời ơi. Ôi trời, không ai smoke cho à. Thôi cút rồi. Ai không có smoke. Chạy. Nó quay. Cứu cho em với anh Tiểu Nhi. Đây. Chả cái ông đầy máu cầm Uzi để còn gì. Nhìn tim đi. Gì vậy? Phải gì? Tôi mất không rồi nè. Không anh cứu được nhưng mà chạy từ từ đó. Chạy thắng đi. Hết sự móc rồi. Tim khác à. Máu to không anh? Thằng Ken nha. Ê đừng quán thằng áo đen, đừng bắn thằng áo đen. Thằng áo đen đơn cấp bắn. Ok em. Cay không, cay không? Anh lên đây. Nậu xanh, mày chơi, mày đá lai, mày lên đây mày kiếm tao. Thằng lỏ này. Ấy. Trời ơi, nhanh hơn. Vâng. Thằng qua, qua lé vai được chụp quân mình đó. Nó đó. Tụi luôn. À không, nhầm, đừng nghĩ là chửi nhá. Chửi thằng bên nhà kia à. Ủa, cái kia sắp còn xong. Còn mẹ đông ấy. Thôi đó, em còn ấy. Để không dẹt rồi nhưng mà em bắn ông kia mà. Lơ bóng nhầm lại bên cái đầu ra cái góc này này. Lơ bóng nhầm mẹ chưa thoát ở đây rồi. Kariba Zosama, hơi thì chưa chừng. Chơi trước trận ấy. Ừ, còn, hổ ngoài á. Nó bảo là đã không gạt rồi. Mà anh bắt nó. Cái gì đấy, đừng có mà xàm đi. Nhà mình lốc thấy lốc người ta cái đẩy vào như điên mà lại là không gạt à. Có gạt đâu mà. Đâu ơi, muốn gạt đâu đó, chỉ muốn người lên thôi. Rất là văn. Đã bảo không chửi rồi, quen mồm. Ai chửi đâu. Nghe cho chú, bị tao nói đó. Sửa tính lại đi chú ơi. Tối ngày tối còn đâu nghe tao chửi con tao phế bớt. Người ta bảo là tự do ngôn luận. Ông ơi, ông tự do gì vừa phải phải thì ông ra. Ê, như nào giờ ta? Tự do ngôn luận. Gì vậy? Thì tự do ngôn luận bậy quá thì có ngày chúng đánh. Thấy gặp team bên kia người quen của bà nóc em rồi mà bà gặp bơi trước bà, em bảo là chị ơi đừng gạt em nha bà em ra thấy bà bỏ qua rồi bà không gạt chị ơi chị cho cứu không chị ơi em vừa mới hỏi xong thì bà kéo nguyên team kéo nguyên team qua bắn luôn. Cái anh họp bên lên mấy ba bên nói ơ kìa đã không gạt rồi mà. Cái em bảo ui chứ ai gạt trễ kìa. Thằng đồ quả. Không gạt được đâu mà thôi đi ông ơi. Cái bài mà đốc người ta xong đẩy lên ý, thì lại là không gạt rồi kìa. Thôi bây giờ là để đấm ông nhảy chả nói. Ông cầm cửa súng ông đẩy ông nắp cái này ông nắp bên kia mà lại là không gạt à. Để chắc đi của cái ông nè. Ông giết mình. Cái gì vậy bà? Thử coi tem nè. Không, cái thằng nãy chạy đằng sau bắn bà với tôi đó. Thằng chạy sao bắn cứu bà? Thôi nãy tôi vừa cứu Ken hả? Già mày lên nè. Để coi thử. Biết nào, nhà chân mình nè.
Trang mình đã ham chơi với 40 điểm. 5382. Con đi số 4 đây. À? Tao cầm cái gì cứ cầm đi nhá, chứ cả trận vẫn chưa thấy quả sấm mốc là màu xanh, độc quả sấm mốc của thằng này đâu. Con mày muốn cầm bay thì mày cầm, mà mày muốn cầm chui thì mày cầm nhá. Nè khổ. Gì mà ăn hiếp công nhà người ta ngoài dây. Ơ kìa hả, anh có hiếp đâu. Giờ có điểm rồi. Không, UC đã kiếm tới ngân ti. Phu nhân đã kiếm tới ngân ti. Thằng nãy cậy chiếc thôn rồi, hai tem nãy công mình là nó đang cậy chiếc thôn. Ừ. Sao biết? Câu ý. Sao biết là cậy chiếc thôn? Thì bấm mày đi nó. Thì bấm mày đi nó, đang nhanh cao quá. Ừ. Thì mình cũng cày chí tôn mà. Trời ơi, ngăn ngăn cày chí tôn nhưng mà ngăn mấy ai hà. Còn ông mày chắc ai cũng bốn sao rồi chứ. Ê con đĩa ơi. Mày tin đúng 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 cái giờ này tuần sau thằng Tiểu Long mày chí tôn không? Hả? Có liên quan đâu trời, tin hay không tin có liên quan đâu trời. Ủa, người ta đang hỏi chứ mắc gì liên quan. Thế ai liên quan đến bà? Ừ. Ừ. Nhưng mà người ta cày lên thì người ta lên thì tiếc. Ông này cày chí tôn mà. Dạ. Gì? Không, ông này cày chí tôn mà. Không, mà mới chơi chơi ổng lên nè. Ủa vậy? Ừ. Cày đâu? Mày làm chật thế trời ơi. Sao địch nó không kiếm em tại. Nhưng mà bắn nick anh ra đen đi chứ. Bắn nick này lên 5.500 rồi. Khoảng tầm 500 điểm nữa lên thì 3. Đi mẹ. Dừa lắm. Là cái miệng hải thăng. Lại là cái miệng à. À mình chỉ bắn nhau hết đi. Cho em bắn quay. Wow. Là trời mình nhìn lộc hello người đẹp. Ai? Ông nói đi tên mình. Lộc. Thì mình thằng này cũng chơi mấy à không, thằng này chơi mỗi ngân là gái nhỉ? Gì? Còn ai đó là được là cái cũng chưa biết. Banana là clan à? Đỡ chơi. Để theo đặt rồi để chung với chú. Thế sao đặt tên là Julie? Tên bé Julie. Thông thường ấy. Những ai mà đặt tên Julie là người ta kiểu phải là con gái tùy mị nết na ấy. Đặt sao cái cha người ta. Ủa thì người ta đang đánh giá, tự dụng ngôn luận mà. À ok, tự dụng ngôn luận, nói tới đi. Hơi tí lại kệ cha người ta. Ủa thì cha bà ai tôi có biết đâu, chả kệ.
Nhảy ra không được nè. Trời ơi, chị xin mấy xu nữa đi. Đi mà khổ chứ mà. Chị mấy xu mua mà 4 xe. Giờ định không kiếm tôi nữa nè. Trời ơi, cái bo. Chơi game nhàn thật. Cần chạy bo ha. Đó mà đồ không nghe chân trời. Hử? Em quay đồ nó không nghe quỷ chứ. Lên boy. Boy hay. Mà 4 giảm nè. Mười đếm. Mất wifi à. Mấy giờ mình đi ra mình test nhân phẩm mà. Giờ làm gì giờ? Đi vào không thấy địch đâu. Mất bôi khoai nữa mà. À đúng rồi. Cho con đi số 4 cái, cầm cái đoán bôi à. Hợp lý. Tên thật là gì ấy? Chị không nói. Để tao xem gọi tên nào cho nó dễ. Biết tên này được. Tên này dễ hơn. Trận này phải nhìn xem mày ở đâu là số 1, 2, 3, 4 để gọi ấy. Mệt mỏi. Mệt quá xíu kìa, để cho Yuli không được chưa. Yuli thì có 2 âm. Hello bà già. Hello Yuli. Ủa của em nó bị lỗi nữa rồi anh Trung ơi. Giờ học đọc được comment TikTok rồi. Tôi nghe cái giọng này quen quen ta. Quên chưa tắt âm. Anh có ở đâu rồi chị, anh chưa cứu chị vậy? Nó bị delay từ lúc nãy em. Anh tính đá lai anh giết em. Anh cơ. Vậy mà bị canh đá được á. Gì ba cha nội này cứ hay. Yêu chung ơi. Không biết còn gọi lai không. Em không đọc được comment để tao nên nó bị lỗ nữa rồi. Thế luôn anh chỉ thi thoảng anh xem xong anh comment thôi mà cũng được cái quả fan cứng á. Ừ, á mày cơ cấu. Chị em không đọc được comment đó, em không nó như nãy nữa rồi, nó bị đơ rồi. Thế này nhưng mà người ta cũng coi đều mà người ta không để lại dấu vết thôi. Ừ. Tính chơi nhưng thì mà đây nè, để mặt nói cho nghe nhé. Đây nè, không theo dõi, không mình không coi dẫn có FC nó thông báo về Facebook nha. Không một mình luôn, ở đâu không, chưa kết bạn luôn. Mà nó dẫn thấy. Ừ, chưa coi luôn. Này rồi là cái chia chưa hợp vậy luôn. Tôi cấu. Phút nồi cơ ơi. Phút nồi cơ. Chị số 4 mà nhận slot cho ông cơ. Ông nói chuyện nha chị. Nói chuyện với ông nội trên live. Cơ thông cảm giờ kiểu phải ai trên 4 chấm mới vào được team này ấy. Tại mình 8 chấm rồi ấy.
Cơ thương em, Hồ Hiếu chơi cục à trụ tơ lâu lắm rồi mới thấy, yêu xương. Ông Hiếu chơi cục à lâu lắm rồi mới thấy. Bạn thì thấy gì tôi? Mới thấy bữa nay chơi game với ông này được 8 view. Cơ thương em, ok này. Bạn hiền tôi có không nhanh nhỉ? 7 view còn đúng 4.000 view. Này con Mỹ ơi, người ta chơi cùng nhau là chơi cùng những cái giây phút relax. Phải không nhỉ? Đúng không? Relax. Chứ không phải là vì mấy cái view nha. Chứ vì view thì thằng này... Bay vậy là mày ok bay. Gì anh? Sao? Dù gì? Nói tiếp. Người ta 200.000 view người ta còn không thèm nói thì thôi. Ở đây người ta nói là chơi, người ta like, nói chuyện sao cho người ta nghe coi được. Còn ông vô, ông chưa gì nãy chửi người ta. Nói người ta Duy nè, lên thăm tôi đi chứ tôi CB đi nghĩa vụ rồi đó. Trời ơi, ông treo á, sao mình lên thăm đâu. Trời ơi, ông nói chuyện bình thường đi, bạn bè ông quen biết thì ông nói vấn đề gì. Người này, ta mới coi lên trên live đọc ngay, bạn chơi. Người ta đang trên live kìa. Ô bạn hiền. Ê, bạn hiểu kìa, người ta gọi tôi là bạn hiền kia kìa. Đừng có bảo là không có bạn nha. Đó. Tôi có nói anh không có bạn hồi nào, khi nào. Đúng không? Còn lại đó, ông có thể tua lại, tôi có nói ông không có bạn khi nào. Thì vừa nói cái gì liên quan bạn bè gì ấy? Nói lại đi, chưa nghe rõ ấy. Mày thì cả. Bởi vì người ta sai, người ta bảo là nói lại, người ta nghe lại. Mắc gì bảo tôi người bảo ta cãi là... nhỉ? Tôi bảo là ông chơi với bạn bè thân thì ông nói chuyện, cách nói chuyện em. Người ta không có đây thành vấn đề, đặt thành vấn đề. Ủa thì người ta chơi thân với Ngân, nhưng... thì người ta nói chuyện nhưng bình thường. Ông nghe tôi nói không? Ông nghe. Nhảy vô vậy đó rồi. Ông nhảy vô vậy đó, hỏi là ông cãi, ông hỏi nói gì. Hả? Bà gì cơ? Nói lại em nào, không hiểu. Tôi nói ông ngồi ông lo cãi, ông không lo nghe. Rồi ông hỏi cái gì, nói lại. Dân là người ta lạnh lùng bấy hết nói mà. Ông nói xong chưa? Ê, lên 10 view rồi kìa. Đã. Anh treo hẳn một điện thoại, một máy tính ấy. Là được 2 view rồi đấy. Mười điểm. Để cho một view nữa là 11 view. Ôi 9 view rồi, đi nào ao vậy. Vừa chứ tại Ngân kiểu like ngẫu hứng ấy, chứ nếu mà cứ like đều xưa giờ thì chắc giờ ông đống view ấy chứ. Không phải, ý là cứ sao ta. Ủa chứ giờ mỗi ngày không like hả? Dạ. Mỗi ngày cũng like mà. Không, bây giờ Facebook nó nát. Ê, ê chết mẹ anh. Lỗi, không có ý nó Facebook gì nha. Nó mới quét chứ lại căng nói lắm mà đó. Facebook giờ gắt lắm. Tự nhiên đang clip đang up lên, đang lên xuống con này mẹ. Tự nhiên cái upload lúc ngang luôn. Má còn 6 đứa. Nói nghe anh Facebook. Anh hứa với Lân nha, trận này là trận cuối cùng anh xem phim nha. Từ trận sau anh sẽ bắn cùng em đến top 1. Trời. Nghe sao mình chết ta, nghĩ lại cái nào. Nguyễn Mạnh Hùng, à, mình đã chị Ngân có slot cho Viu không ba lần chị? Nhưng mà đều bỏ. Ờ, chị không có giao lưu với Viu ơi em ơi. Chị sợ bị ban lắm. Nào mấy em lên fan cứng xong rồi lại còn theo dõi Thâm Liên ấy nha em Mạnh Hùng ơi. Chứ giờ em có kết quả mà người theo dõi mới này thì tôi nhá. Ôi dồi ôi. Bắn quả mà tôi thiết cả team vào. Chỉ như ngăn đang chặn cửa, giữ cửa đi một hàng một dọc. Nguyễn Mạnh Hùng, cùng lắm 10 năm chứ nhiêu. Cùng lắm 10 năm chứ nhiêu, hồi em chân mình đi em. Không, chỉ mắc là tháng thôi.
mình bị ban hai lần rồi mình biết mà. Lần thứ ba 10 năm chứ yeah. Thế nãy giờ mọi người thấy em nhàn không? Má chơi game kiểu gì vậy trời. Cơ thương em, Hiếu lói hơn người nha tôi nghe. Sao bạn cơ bạn đòi ban tôi? Mình là bạn hiền mà. Ôi giờ thằng đĩ ở gốc cây kìa đúng không nhỉ? Không có cây bên phải cơ. Điều quan trọng nhất là mình đi Bono. Kìa kìa thấy rồi, 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 thấy rồi. Hôm nay em không có ăn một thịt lộn nên không cứng được. Ủa ngon hay em ngon? Trời đủ. Năm em, năm, ngang, kết, năm. Tức á, tức á. Mày nãy giờ không bắn tới đi. Không bắn. Không mày ơi. Ông số 1. Cái ông bên bờ bên kia là team của ông nội này. Ôi xin lỗi lỗi tôi. Mềm xèo à. Hôm nay em không có ăn hộp dịch lộn. Không, là sao không liên quan em. Tụi yêu nhau mà không chào. Lại là đi chào kênh chat à. Gì? Quê, quê chưa. Quê cái gì nhỉ? Người ta người yêu với nhau người ta có thể thấu hiểu cho nhau mà. Gia Ly Phạm. Để tí, để tí, để tí. Quê chưa. Để tí. Để lát đấy. Quê cho quê hương em biết bao tươi đẹp. Welcome to PUBG Mobile. Thôi để bữa nào cứng rồi chơi sau. Không, cho dù em có cứng thì cũng hên xui. Bữa nào cứng rồi chơi sau. Mặt cười lộn ruột. Cũng hên xui ạ. Cũng hên xui. Ủa mày sao không? Ông ơi, ông có bộ sắc ướp đẹp thế. Cho ông này. Đây nữa này, cho ông này. Hai bộ luôn đấy, ông lấy hết đi. Gia Ly Phạm, thì thấu hiểu nên em thi chào kênh khác. Cả không? Thì thấu hiểu nên người ta chào kênh khác. Ông. Ok. We will be taking off soon. Giọng của bạn cầm hề à? Đúng rồi. Bạn ra phải đi cho bếp này. Nhanh. Nửa đấy. Má cười kìa. Bà nào bấm ơ gì vậy? Gì má? Gì vậy cha? Bớt gên giùm con được không? Cái ghê quá à. Cha làm gen đấy. Ở cha này kinh quá. Cha nội đời vô gên. Nguyễn Mạnh Hùng. Mấy anh em trên máy bay nhá. Em Văn Minh không chửi nhau. Giờ tí nữa bang mẹ lai luôn. Áo thế. Ok chơi nha bạn. Có được đá này với cái đồn ta. Mày đá đây tao cấm mày đâu quỷ. Thì mày nghe nó rên nó đổ hết cả ra về ạ. Kinh vãi. Mà đá xong đấy kiểu lốc xong rồi đẩy lên xong rồi bị người ta bắn thì đừng có mà lấy cái lý do là ơ không gạt mà nhá. Ông đá chứ tôi không đá đâu nha. Mệt mấy ông lắm cơ. Em dây khó tính. Mẹ em quay qua chơi game xong ngủ quên con mẹ nữa. Đéo nhét đồ luôn mà cái vai cứt. Ồ, đổi sao không cho em nhận xong rồi em máy bay em ship qua cho. Hợp lý nhờ, mày nhất ngoài nha, mẹ bốn man đấy, trả đi, trả tiền ngoài luôn được. Thì mình đồ của anh còn gì nữa. Đấy, cho em đuổi. Bốn thằng nữa mà. Anh đặt... Ai chai nước ngoài Dior mà mày nhận của anh đi. Anh dùng loại gì ấy? Anh nhớ nữa. Ê. Còn đến mới có lại dịu dịu. Em mua về chị anh hả? Cho em. Em bắn đi.
người mà. Hai bạn kia chơi mà lấy xe vậy. Đứt mấy viên kìa. Ú là lè, không chết. Căng ai boss rồi. Watch out. Ok bè. Ok. Anh không hai thằng mà sao anh chưa được cứu? Anh ăn xong bắn ăn. Mark the location. Watch out. Ủa em tưởng anh ăn con kia. Tụi anh bắn con của em chứ. Em thấy nó nằm. Mẹ tao tát. Ô anh bắn con khác mà. Anh biết nào theo mình thấy. Tự nhiên thấy mình đang nạp đạn thấy nó hiện lên thì em mà biết. Anh không hai thằng ở khu này mà sao anh không được cứu ta. Em ăn được cứu chưa? Chứ người em thằng nè anh. Nó chết nè anh. Ra bé. Ok đi luôn. Ôi, kiếp quá. Thấy chưa? Người yêu tôi đây. Tiếp coi. Hát gù. Nhanh sao? Hello Ngô Trình. Lose. 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 Học phép đi chứ. Bắn quả áo với cứt thề rùa nó chịu được. Đi qua là còn bíp còi. Nó đéo có mũ em á. Làm đúng viên vào đầu. Cười á. Vậy trời. Ủa đéo có đạn luôn mà. Đạn gì? Tiền nghèo quá. Wait for me. Wait for me. Có xe không? Có xe đi theo mọi người. Tìm em trong giấc mơ xưa ngoài mong. Rồi em lên chơi cùng anh gà cứ gọi em bằng chim thôi. Mình cũng cứ vâng. Em gì cứ bảo đi mời anh vào đấy, anh kéo vào luôn. Mẹ. Ừ. Thì anh chơi với em mà anh lại vì gái gú ấy bỏ em chắc. Đúng không? Điền là người chơi với nó đâu. Mẹ, nhà tàn mùi dầu ăn thôi, còn mẹ ha mày. Ôi kìa. Tàn mùi dầu anh. Dùng miệng được mà. Ờ kìa. Mẹ hảo thật đấy. Ủa rồi cái xe u át thằng kia đâu? Thằng kia nó đi hai mà. Nó đi hai mà. Nó đi hai mà. Nó là team của cái thằng nãy, nó nhảy vô trong đây nè. Ở đâu? Đâu phải đâu. Bắn rùa mà, ai xí. Anh xây rùa mà, đúng về mồm luôn mà. Xây rùa mà em cứt đi. Nhảy khu này tự động có thẻ đấy, đâu phải nhặt đâu. Tự động có, em có thẻ có đâu. Thằng nào không? Tự nhặt mà. Điện nó có chứ rồi. Mình phải nhặt mà. Anh có nhặt đâu. Nhưng để không, có nhiều khi anh đáp vào ngay chỗ đó. Anh đáp ngay chỗ đó nên là anh nhặt cái gần không biết á. Thế đi em, anh lên khu quân cú lấy cái thẻ không đi ra. Em có thẻ rồi nha. Anh có thẻ. Anh có thẻ mà, nhưng mà trên khu quân cú cho anh có người em. Lên đây, lên em ơi. Ủa anh có thẻ chưa? Anh có thẻ nên anh chở em đi ấy á. Đấy, thế chứ. Ủa trong khu kia này anh chạy qua được hai cái thẻ mà. Em biết không? Chứ lên kiếm kiêu. Lên bà. Nó chơi kìa, ra đây kìa. Có đèn gì luôn đi. Lên trên khu này có mà em, khu trên đồi ấy. Cho có xe mà. Lúc nào 4, 5, 6 con xe ở trên đấy.
Ơi, để cho em buồn ngủ quá. Biết là Ngân phải cày trí tôn kiểu gì mà chơi mỗi game một lúc. Bảo thật đấy. Biết tại sao không? Tại hôm qua gãy quá, để... giờ không ai chơi nên em bảo là anh... Em bảo anh Hiếu là may cày đây nên là giờ chơi cái bé. Ơ, nó chơi, nó chơi. Nhảy xuống một thằng. Bên trái thì thẳng xuống bên trái. Watch out. Bất ngờ chưa? Một mới ra nè. Một thằng thôi. Bất ngờ chưa? Bất ngờ chưa ông già? Nếu nhiều đồ. Chuẩn bị ra bét mới đây, phải có bét mới xuống đèo vãi. Không teo ấy chứ. Em có... Em có bé mèo của em là được à? Chúc bạn nè. Người boss không biết. Wow, Facebook tiếng hẹn đi, chúc bạn hút chơi luôn. Còn Ngân ơi, chúc mặt luôn. Hello. Mình làm Facebook mình Ngân nè. Facebook Ngân Ti nè. Hello. Nhảy thôi. Làm Facebook Tuyết Hàng hả? Tôi Facebook Ngân Ti nè. Em có săn chim đâu anh. Mua quá. Hello bạn. Bạn ơi. Bạn còn... Hello. Bạn ơi. Bạn ơi. Facebook Tuyết Hoàng avatar là cái gì vậy? Hello. Cô này chắc vẫn còn. Ủa? Chậm một người anh ơi. Đi cắt tre xuống đây. Ủa Julie, sao bà đi xuống dưới dữ vậy? Đi kiếm xe bà. Ủa lỗ luôn có xe. Wow, tôi kiếm thằng người này cái. Má mẹ vừa nói với câu cái thấy nó luôn. Ủa anh Hiếu có xe chưa? Chỗ không bà? Yếu lắm rồi. Thế phải đấu chết kìa, nó hiểu cái gì ạ? Có thằng nào có cốp không em? Em đấu cốp một lần. Có 3 ra. Bọn nó còn chưa thính được mà cái này. Bố này anh ơi. Ở thính. Đi ơi đi.
Đi chứ, đi chứ, đi chứ. Ngoài chạy số bé quý. Chị ơi. Cái gì? Coming for you. Thấy trò kè lắm nhá. Hiểu cái gì? Em ngủ quá nè. Trời ơi.